Sáng ngày 9 tháng 3, lễ ký kết hợp tác chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá và công bố nhà tài trợ của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và thương hiệu nước tăng lực Red Bull đã được tổ chức tại trung tâm tổ chức hội nghị Hội thảo James Center, thành phố Hồ Chí Minh. Hợp tác này đánh dấu nỗ lực của Red Bull trong hành trình lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy của các tài năng trẻ trên con đường chinh phục đam mê. Thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây trên đấu trường quốc tế có dấu ấn không nhỏ từ đóng góp của các học viện, câu lạc bộ huấn luyện thể thao có quy mô, trong đó có câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, một trong những đơn vị đào tạo bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội kết nối các tài năng trẻ với những đơn vị huấn luyện, đào tạo chuyên môn bài bản. Nhãn hàng Red Bull hợp tác cùng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khởi động chương trình tuyển chọn tài năng bóng đá, khơi dậy nội lực của cầu thủ tương lai dành cho các bạn trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 20. Trong khuôn khổ hợp tác, chương trình tuyển chọn sẽ diễn ra tại 5 tỉnh thành phố gồm Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Pleiku và Bình Thuận bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. 1-4 thí sinh có màn thể hiện xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để tham gia khóa luyện và đào tạo chính quy tương ứng với lứa tuổi. Trong khóa huấn luyện, thí sinh được lựa chọn sẽ được hưởng điều kiện sinh hoạt, tập luyện theo tiêu chuẩn của câu lạc bộ và học bổng 20 triệu đồng đến từ đơn vị đồng hành Red Bull. Các thí sinh sẽ có cơ hội được ký hợp đồng chính thức với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trong suốt những năm vừa rồi thì công ty và nhãn hàng Red Bull là chú trọng vào việc là phát triển cái trách nhiệm cộng đồng. Thì trong đó cái việc mà lan tỏa năng lượng tích cực là một trong những cái hoạt động mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Cái giá trị mà đem lại nó mang tính tinh thần. Thì riêng năm nay thì chúng tôi muốn là những cái hoạt động của nhãn hàng Red Bull thì nó mang tính thiết thực hơn. Thì đó lý do tại sao chúng tôi chọn là cái việc là đầu tư vào bóng đá và lựa chọn Hoàng Anh Gia Lai là cái đơn vị đồng hành cùng với nhãn hàng Red Bull Việt Nam. Là chúng tôi rất là tin tưởng vào cái uy tín cũng như là cái tính chuyên nghiệp và các kiến thức cũng như là chuyên môn của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai trong việc đào tạo và phát triển bóng đá trẻ. Tại V-League 2021, nhãn hàng Red Bull còn đồng hành với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với tư cách nhà tài trợ bạch kim cho câu lạc bộ. Với hành trình khơi dậy nỗ lực nơi những tài năng tương lai, Red Bull một lần nữa khẳng định sứ mệnh lan tỏa năng lượng tích cực, đóng góp vào mục tiêu chung về phát triển bền vững của công ty này tại Việt Nam.